Chào các bác nhá, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2024 nhá. Em vừa hạ dứt hai công nhá. Tổng cộng là em đã có 9 công vừa hạ trên bãi. Đấy. Toàn xe đẹp thôi. Đấy, vừa hạ dứt công xong. Khoảng 50 xe đang chờ đăng kiểm. Đấy, để giao lên tay khách hàng. Komatsu 1 tấn, chiếc đầu tiên. Xe điện. Đấy, chiếc thứ hai là xe Mitsubishi 2,5 tấn này, máy nổ êm tin thít. Toyota 4FD25, số tự động, lưng hạ cơ bản. Đấy, xe nguyên bản luôn. Đấy, một dàn này rất nhiều luôn. Mitsubishi 1,5 tấn máy dầu. Đấy, bán rồi nhá. Komatsu 1,5 tấn máy xăng chưa bán này. Nissan 2,5 tấn gật gù lốp kép tháp đằng 4m. Rất ngon, tầm tiền hơn 200 tí. Đấy, Komatsu 2 tấn trừ 12 dịch giá tháp đằng 4m. Đấy, hàng nguyên bản. TCM 2 tấn đời cao, máy cực ngon luôn. Đấy, máy móc nguyên bản nhá. Komatsu FD25 trừ 17. Máy dầu số tự động, tháp lưng 3m, càng dài 2m, di chuyển bằng 4 bánh đặc nguyên bản. Đấy, xe này thì sẽ phải dọn lại thôi. Đấy, máy móc thì cực kỳ ngon luôn, nhưng mà sẽ phải sơn tỉa lại. Đấy. Trên này là một em xe điện, 1,5 tấn. Đấy, lốp đẹp này, 4 quả lốp đặc đẹp này. Bình ngon này, ghế ngon này, nguyên bản này. Sản xuất vào năm 2009. Còn một xe FE Pinco em để trong nhà nhá. Đấy, một dàn này em nhận cọc hết sạch được xanh luôn. Một dàn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 11, 12, 13, 14. 15 xe, 16, 17, 18 xe. 18 xe chiếc này em vừa dứt công xong là hạ cọc luôn này. 18 xe trên tổng số 50 xe là đã nhận cọc. Còn tất cả còn lại là chưa nhận cọc nhá. Xe này đẹp, chưa nhận cọc 2 tấn rưỡi này. TCM 1,5 tấn sản xuất 2014 này. Đấy, máy đẹp chưa? Chưa cọc luôn. Nissan 3 tấn này, chui công này. Chui công 5m1 này, gốc ghép dịch giá này. Máy thì miễn bàn luôn. Đấy. Máy vàng óng chưa cọc luôn. Komatsu FD20-10, tháp lưng chui công và mâm xoay, lốp kép. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Nói chung là hàng hiếm có khó tìm. Máy vàng như này tầm tiền 170-180 là các bác có xe. Đấy, full cả gật gù luôn cho các bác. Đấy, toàn hàng sẵn bãi nhá. Các bác quan tâm thì alo trực tiếp em ạ, 0379875765. Địa chỉ kho bãi ở mặt đường quốc lộ 17, phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi thì luôn luôn sẵn, hiện nay đang sẵn 150 xe rồi và 50 xe đang chờ đăng kiểm, tổng 200 xe, cả xe điện, xe dầu, xe xăng, rất là nhiều. Đấy, các bác quan tâm thì alo trực tiếp số điện thoại của em nhé, 0379875765. Rất nhiều xe đang chờ các bác qua xem. Đấy, các bác yên tâm là cứ qua bên em mà chốt. Đấy, rất rẻ bán hết. Hôm nay là thanh lý xả toàn bộ kho luôn. Các loại xe cũ này bán hết sạch luôn. Đây toàn loạt xe mới này. Hầu như là bãi là em thanh lý từ đầu năm giờ gần như là hết. Còn toàn xe mới năm nay nhập về nhá. Các bác cần thì cứ alo em nhé. Xin là cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Các bác thêm trong này thì cho xin một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông thì mới cho em ạ. Xe các bác ạ. Các bác lưu ý là khi mua xe bên em thì em sẽ cam kết là bảo hành cho các bác và bảo dưỡng xe miễn phí, vận chuyển miễn phí tận nhà. Đấy, xin cảm ơn các bác nhé.